Ở clip này, tôi xin giới thiệu một số giống vàng lọc được bán phổ biến ở trên thị trường. Tính từ trái qua phải, các cây được sắp xếp theo thứ tự từ cây dễ trồng nhất đến cây khó trồng. Bên tay trái, đây là giống vàng lọc thường. Trong số các cây vàng lọc ở đây, thì giống vàng lọc thường này thuộc dạng dễ trồng nhất. Cây mau lớn, mau phát triển trò non và đồng thời cây rất dễ ra hoa. Các cây vàng lọc này được trồng ở đây có cùng độ tuổi. Tuy nhiên, có thể thấy giống vàng lọc thường này có tốc độ phát triển về thân và lá lớn hơn hẳn so với các cây còn lại. Màu sắc của lá là những mảng màu xanh và những chấm hoặc những đốm màu hồng đỏ xen lẫn với nhau tỷ lệ màu xanh và màu đỏ hồng này khoảng 50-50. trong cùng một điều kiện trồng thì gần như cây vàng lọc thường có tốc độ phát triển là nhanh nhất đồng thời khả năng phát triển trò non mới của giống vàng lọc này cũng cao hơn hẳn so với các giống vàng lọc đỏ hoặc cây lọc son kế đến là giống vàng lọc đỏ lọ vàng lọc đỏ này cũng có hai dạng dạng thứ nhất là màu sắc của lá có màu đỏ hồng và dạng thứ hai là màu sắc của lá có màu đỏ tươi cây vàng lọc đỏ hồng thường có tốc độ phát triển nhanh hơn so với cây vàng lọc có màu đỏ tươi tuy nhiên là phát triển chậm hơn so với giống vàng lọc thường Khi đặt hai cây vàng lọc đỏ này kế bên nhau có thể thấy giống vàng lọc đỏ tươi này trông nổi bật hơn hẳn. Tuy nhiên đây là một loại cây tốt có tốc độ phát triển tương đối chậm. Do đó phải tốn nhiều thời gian hơn để có được một cây dạng thành phẩm có thể trưng bày. Và cuối cùng, cây có màu đỏ huyết này có tên gọi là cây lọc son. Đối với loại cây này nếu như được trồng tốt thì gần như toàn bộ lá có màu đỏ. Và lá cũng có hình dạng bầu tròn hơn so với giống vạn lọc đỏ. Tuy nhiên thì cây lọc son này thuộc dạng khó trồng hơn hẳn so với giống vạn lọc đỏ hoặc cây vạn lọc thường. Cây lọc son có tốc độ phát triển chậm, đồng thời loại cây này có lá dễ bị thối nhũng nếu như trồng ở ngoài trời gặp phải điều kiện mưa nhiều hoặc tưới nước quá thường xuyên cho cây. Trên đây là một clip ngắn giới thiệu về một số giống vàng lộc được bán phổ biến ở trên thị trường.